Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Năm 2021, năm Tân Sửu, hãy cùng tìm hiểu về hình ảnh con trâu trong đời sống của người Việt. Việt Nam là một trong những quốc gia được tài trợ vaccine COVID-19. Hưng Yên chung sức đồng lòng chống dịch COVID-19. Chuyển biến ở điểm nóng bảo vệ rừng Túc Đán, huyện vùng cao Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, xuân đã về trên khắp mọi miền, khác hẳn với mọi năm. Năm nay, cả nước nói chung cũng như mỗi người dân đón Tết cổ truyền với một tâm trạng rất đặc biệt, bởi dịch bệnh COVID-19 một lần nữa xuất hiện trong cộng đồng đã gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống xã hội. Hơn lúc nào hết, thông điệp về Tết an toàn liên tục được đưa ra như một lời nhắc nhở nhưng cũng là điều mong ước trước mùa xuân mới. Tìm hiểu tình hình dịch bệnh COVID-19 tại khu vực bạn ăn Tết, cập nhật và tuân thủ các hướng dẫn của chính quyền địa phương về hạn chế đi lại và khuyến cáo giữ an toàn. Không đi lại nếu bị ốm hoặc có tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 trong 14 ngày trở lại. Thực hành các biện pháp bảo vệ theo thông điệp 5K. Khi cần lưu trú tại các địa điểm công cộng như khách sạn, nhà nghỉ, trước khi đến cần kiểm tra về nơi lưu trú để chắc chắn họ có áp dụng các biện pháp phòng ngừa COVID-19. Tết này hãy dành tặng món quà sức khỏe và sự bảo vệ cho những người thân yêu của bạn. Năm 2021 là năm Tân Sửu, tức là năm con trâu, con vật đứng thứ hai trong 12 con giáp. Còn trong đời sống của người Việt, con trâu gắn liền với hoạt động sản xuất, làm ra của cải. Và để chào đón năm mới Tân Sửu, nhiều hoạt động văn hóa giới thiệu hình tượng con trâu với đông đảo công chúng đã được tổ chức. Con trâu đã cùng người Việt đi suốt chiều dài lịch sử mấy nghìn năm, trở thành một hình ảnh gắn bó tha thiết với làng mạc, ruộng đồng và cuộc đời một nắng hai sương của người nông dân. Con trâu cũng xuất hiện trong nhiều câu chuyện về những vĩ nhân với cờ lau tập trận, xuất hiện trong tranh đồng hồ, trong lễ hội, trong thơ ca, như một biểu tượng về cuộc sống ấm no thanh bình. Từ rất lâu rồi chúng ta đã thấy trong những bộ luật của các triều đình Việt Nam nói đến cái việc phải bảo vệ nguồn lao động đấy, nguồn sức kéo ấy trong cái đời sống nông nghiệp. Và chúng ta cũng thấy nó thể hiện rất nhiều trong những cái ca dao tục ngữ, những câu chuyện cổ tích vân vân, như để nhắc nhở mọi người rằng con trâu là một phần đời sống của con người. Ngày nay do quá trình công nghiệp hóa trong nông nghiệp, con trâu đã không còn có giá trị như một tài sản lớn như trước. Hình ảnh con trâu cũng vì thế mà ít xuất hiện trong các tác phẩm văn hóa nghệ thuật. Triển lãm Con trâu trong đời sống người Việt được khai mạc mới đây tại Trung tâm Văn hóa Phố Cổ, số 50 phố Đào Duy Từ, Hà Nội, là một trong những nỗ lực giới thiệu tới công chúng về con vật có ý nghĩa đặc biệt này. Tôi quyết định là sẽ dựng nên một cái không gian nhà cổ, nhà Việt cổ của người nông dân xưa để đón Tết và đón đúng là năm Tân Sửu. Thì bên cạnh đấy thì có rất nhiều những cái hình ảnh mẫu vật từ con trâu mà các nghệ sĩ tạo nên cái không gian đón Tết vừa đầm ấm, gần gũi và vừa đậm cái chất văn hóa. Với đồng bào dân tộc thiểu số người Cờ Ho ở Lâm Đồng nói riêng và đồng bào Tây Nguyên nói chung, từ bao đời nay, trâu là loài vật thân thuộc gần gũi trong cuộc sống của họ. Không chỉ trong đời sống, sản xuất mà trong nhiều phong tục tập quán, truyền thống lễ hội, trâu còn là loài vật thể hiện sự ấm no, sung túc và đủ đầy. Chính vì vậy, trâu luôn được chăm sóc, nuôi dưỡng kỹ lưỡng và xem như là tài sản quý của bà con vùng dân tộc thiểu số. Trong đời sống tâm linh của đồng bào Cơ Ho, Chu Du và một số dân tộc thiểu số Tây Nguyên khác, có rất nhiều phong tục tập quán, nghi lễ gắn với vật cúng là trâu. Những nghi lễ truyền thống không chỉ tỏ lòng biết ơn sâu sắc của đồng bào đối với các vị thần linh mà còn thể hiện phong tục truyền thống bản sắc riêng của vùng dân tộc. Do đó, tùy theo ý nghĩa mà đồng bào dâng lên lễ cúng. Lễ vật cúng thường là trâu bò, heo, dê gà và nhiều vật nuôi thân thuộc. Tuy nhiên, đối với các lễ hội lớn đặc trưng như lễ cúng cơm mới, mừng lúa mới, lễ xuống đồng đầu năm thì vật hiến sinh bao giờ cũng là trâu hoặc bò. Điều này thể hiện sự hưng thịnh trù phú của cộng đồng và sợi dây gắn kết giữa con người với thế giới tâm linh. Về quan niệm con trâu trong tâm linh, nó như là vật để tế hiến. Và khi cúng tế bằng con trâu thì được rất là kính trọng và mong cho trời đất ban cho một cuộc sống hạnh phúc, ấm no hơn. Mỗi hộ gia đình người đồng bào dân tộc thiểu số muốn nuôi nhiều trâu, thể hiện việc đầu tiên là nhà đó có tính
là cái bề mặt là giàu sang, có điều kiện chăm lo sức khỏe, kinh tế, con cái học hành vân vân, và gắn liền với phong tục tập quán. Đó là một gia đình đang còn giữ được truyền thống kinh tế nông nghiệp của dân tộc thiểu số từ bao đời nay, gắn bó mật thiết với cuộc sống sản xuất, đời sống tâm linh của người đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên từ bao đời nay. Châu đối với đồng bào hết sức gắn bó mật thiết và họ luôn trân quý, chăm sóc, gìn giữ con châu như là một tài sản quý. Với ý nghĩa con châu khỏe mạnh, phát triển tốt cũng chính là cuộc sống của họ có sự ấm no, đủ đầy hơn, một mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa và buôn làng yên bình hơn. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày Tết Nguyên đán, khi nhà nhà đoàn tụ quây quần bên nhau, chia sẻ khoảnh khắc sum vầy, thì trên từng ngõ phố, những người công nhân vệ sinh môi trường ở thành phố Hưng Yên vẫn đang cần mẫn với công việc dọn dẹp vệ sinh để cho những tuyến đường ngõ phố sạch đẹp những ngày xuân sang. Những ngày Tết, công việc của công nhân vệ sinh môi trường thuộc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên lại thêm phần vất vả hơn. Khối lượng rác trong thời gian này nhiều hơn, nên một ngày làm việc bắt đầu sớm hơn và kết thúc muộn hơn so với những ngày bình thường. Ngày Tết công việc bận rộn mà nhiều rác. 11 rưỡi tôi làm về, chồng tôi với cả con tôi ngủ thì lâu lắm rồi. Chị Vũ Thị Thu đã nhiều năm làm công nhân vệ sinh môi trường ở thành phố Hưng Yên, nhà huyện Kim Động. Thế nhưng đều đặn hàng đêm, công việc của chị luôn kết thúc khi đêm đã khuya, đặc biệt trong những ngày Tết đến xuân về này. Công việc của tôi là từ 3 giờ chiều đến 11 giờ đêm. Khi đi thì là chúng tôi chỉ ăn tạm thôi. Chúng tôi cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ để cho phố phường xanh sạch đẹp. Để những công nhân môi trường luôn tận tâm cống hiến cho công việc làm đẹp thầm lặng ấy, bên cạnh sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của chính bản thân họ là sự quan tâm và động viên của lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên. Công tác vệ sinh môi trường thì anh chị em thường làm công việc buổi tối, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán, chị em rất vất vả. Cán bộ lãnh đạo của công ty luôn thấu hiểu với những khó khăn của chị em và luôn quan tâm tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người lao động để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Những tuyến đường, những con phố sạch đẹp ở thành phố Hưng Yên là thành quả của những công nhân vệ sinh môi trường. Có thể công việc của họ không sang trọng nhưng lại rất đáng trân trọng. Họ có quyền tự hào khi là những người làm đẹp thầm lặng, góp một phần sức lao động để mang lại sạch sẽ cho phố phường, để người dân đón Tết trong bầu không khí tươi mới, ấm áp. Mặt trận được xem là cầu nối để tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, chăm lo Tết cho những gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp bà con đón Tết cổ truyền đầm ấm. Ghi nhận hoạt động chăm lo Tết của Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đối với người dân trên địa bàn. Tri ân và rất là trân trọng của người đóng góp. Đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tẹo, gia đình có truyền thống cách mạng. Sự thăm hỏi động viên từ các đoàn thể chính quyền thành phố là sự tri ân, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh mất mát của mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình liệt sĩ. Là cán bộ tiền khởi nghĩa trong kháng chiến chống Pháp từ năm 1948, vào Đảng năm 1959, ông Nguyễn Văn Thực cảm thấy sự trân trọng, tình cảm mỗi dịp Tết đến xuân về có sự thăm hỏi, động viên tinh thần đối với ông và hơn 180 gia đình chính sách trên địa bàn quận Tây Hồ, Hà Nội. Nói là đối với những người như chúng tôi thì có tí công thôi, không có nhiều công lao lắm, nhưng mà các đồng chí đã quan tâm như thế thì như thế này tôi cũng rất là cảm động và chỉ biết rằng là động viên con cháu gương mẫu thực hiện các cái điều đối chí của Đảng nhà nước. Sự quan tâm của Đảng và nhà nước nói chung là của thành phố, của quận, của phường, của khu dân cư, không những dành cho anh em thương binh, gia đình chính sách vào dịp đón xuân mà cả 27 tháng 7 và cả việc làm thường xuyên hàng tháng hàng ngày. Đấy, cho nên là cái đó cũng là cái cảm kích đối với anh em thương binh nói riêng và những gia đình chính sách nói chung. Ngay cả từ cái Covid vừa rồi, Đảng và nhà nước và thành phố, trung ương cũng có quan tâm hỗ trợ cho các gia đình như thế. Thì đến thời điểm hiện nay thì 80% chúng tôi đã tiến hành chi trả và động viên
Thì hôm nay trên thành phố cũng xuống về đối với các bác, các đồng chí thì nhân dân rất là phấn khởi, và mặt trận, hệ thống mặt trận chúng tôi cũng đang tiến hành tiếp tục để chăm lo đối với các bác, các gia đình chính sách và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những hoạt động chăm lo Tết cho những gia đình chính sách được triển khai sớm có ý nghĩa quan trọng và thiết thực, là nguồn động viên to lớn cho các gia đình được đón Tết ấm áp, nhất là trong bối cảnh đất nước trong năm 2020 đã trải qua những ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19 và thiên tai bão lũ, gây thiệt hại nặng nề đến đời sống của người dân. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 27 tháng 1 đến 6 giờ ngày 16 tháng 2, Việt Nam đã ghi nhận 679 ca mắc COVID-19 mới tại 13 tỉnh, thành phố, gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Giang, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Giang, Hòa Bình, Điện Biên, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Gia Lai. Kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại một số điểm ở Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã khẳng định về vai trò của người dân khi đồng lòng cùng chính phủ chống lại dịch. Trước hết, từ việc đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng mà chúng ta cần phải tuân thủ, đó là đeo khẩu trang và khai báo y tế, đặc biệt với chiến lược phong tỏa hạn chế nhất có thể, phần nào giúp cho người dân đỡ khó khăn đón Tết an toàn. Một trong những điểm kiểm tra đột xuất là chợ Hoa Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội. Thông cảm với khó khăn chung của người dân, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã động viên bà con tiểu thương, đồng thời đánh giá cao ý thức của người dân khi chấp hành nghiêm túc hướng dẫn phòng dịch. Tại các siêu thị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Sở Công Thương Hà Nội hướng dẫn yêu cầu tất cả các siêu thị phải thực hiện đầy đủ biện pháp phòng chống dịch, tự đánh giá định kỳ, cập nhật lên bản đồ chống dịch và có kiểm tra đột xuất, nơi nào không đạt phải cho dừng hoạt động. Bên cạnh việc quản lý rất chặt chẽ các bệnh nhân cũng như những trường hợp F1, F2, Hà Nội đang khẩn trương truy vết, khoanh vùng dập dịch. Mới đây tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tiếp trưởng đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Đại diện các tổ chức quốc tế, thông tin về kế hoạch cơ chế phân bổ vaccine trên toàn cầu COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới khởi xướng, dự kiến sẽ cung cấp số lượng vaccine phù hợp cho các nước nghèo, hỗ trợ trên tinh thần công bằng. Chính phủ nước sở tại cung cấp kinh phí triển khai tiêm chủng. Theo đó, Việt Nam cũng nằm trong số nước được các tổ chức này quan tâm. Cảm ơn các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, Bộ Y tế Việt Nam đang khẩn trương lên kế hoạch tiêm chủng theo đúng yêu cầu của COVAX. Nếu trong điều kiện thuận lợi, trong quý 1 này, những liều vaccine đầu tiên của COVAX có thể về đến Việt Nam, hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh trong nước. Năm 2020 là một năm đầy khó khăn khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng đây cũng là thời điểm tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng chống dịch của cả nước nói chung, tỉnh Hưng Yên nói riêng được khẳng định. Trong không khí chào đón năm mới Tân Sửu 2021, người dân thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm không khỏi nhớ lại những ngày toàn thôn phải cách ly chống dịch bệnh COVID-19. Cả thôn bị phong tỏa, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Sức mạnh để cán bộ và nhân dân trong thôn vượt qua khó khăn chính là sự đồng hành của toàn xã hội. Có tất cả các thôn đều gửi quà, gửi tiền, gửi trứng, gửi gạo, ủng hộ cho thôn Chí Trung, cho nhân dân thôn Chí Trung để vượt qua cái lúc khó khăn đấy, cùng một hướng, chí hướng để dập dịch thì đã thành công. Không riêng tại Chí Trung, đoàn kết chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 đã lan tỏa đến từng thôn xóm, từng người dân trên toàn tỉnh. Người ủng hộ tiền của, người ủng hộ vật phẩm, chủ trọ, chủ cửa hàng giảm giá thuê, các điểm phát khẩu trang, nước sát khuẩn xuất hiện ở tất cả các huyện, thành phố, thị xã. Trong đó có những cụ già tuổi thất thập cổ lai hy, có những hộ gia đình còn trong diện khó khăn. Tất cả đã minh chứng cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết, truyền thống tương thân tương ái của dân tộc. Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến các đội ngũ nhân viên y tế từ tỉnh đến cơ sở tham gia tuyến đầu chống dịch. Khi không khí Tết đang rộn ràng trong mỗi gia đình, thì với các y bác sĩ, Tết vẫn như ngày thường. Có những người vẫn đang đồng hành với nhân dân trong tâm dịch, có người vẫn đang nhận nhiệm vụ trong các khu cách ly, có những người vẫn đang gõ từng nhà, ra từng đối tượng, truy vết các trường hợp nghi nhiễm. Công tác phòng dịch là vẫn phải quan tâm hàng đầu. Để đảm bảo cho công tác dịch thì chúng tôi cũng luôn bố trí cán bộ là trực dịch và trực tại trạm, không để chống chạm trong cái thời gian dịch dã. Cũng thấy chạnh lòng khi mà
các ngành nghề khác thì họ cũng có thời gian, họ đi sắm đồ, sắm Tết, chuẩn bị cho không khí Tết. Thế nhưng mà vì công việc nên là cũng phải cố gắng mà hoàn thành. Dù là công việc của gia đình rất là bận rộn nhưng chúng tôi vẫn phải gác lại, thì sức khỏe của toàn dân là chính. Với sự xuất hiện ổ dịch tại xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, ngày giáp Tết Nguyên đán, Hưng Yên lại tiếp tục căng mình bước vào một trận chiến mới. Nhưng với sự chung sức đồng lòng giữa ý đảng lòng dân, tin tưởng rằng dịch bệnh sẽ sớm được khống chế, trả lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, song song với tuyên truyền vận động, những ngày gần đây, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý những người không đeo khẩu trang nơi công cộng. Bên cạnh việc phát khẩu trang cho người vi phạm và nhắc nhở mọi người thực hiện phòng chống dịch, lực lượng chức năng đã buộc phải xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Lực lượng công an các quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng cường ra quân xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang. Hầu hết cả các trường hợp đều bị xử phạt rất nặng theo Nghị định 117/2020 của Chính phủ. Theo đó, không đeo khẩu trang nơi công cộng bị áp dụng mức xử phạt từ 1 triệu đến 3 triệu đồng. Để giúp người dân chung tay phòng chống dịch COVID-19, từ ngày 3 tháng 2, thành phố Hải Dương đã lắp đặt cây ATM khẩu trang kháng khuẩn đặt tại vườn hoa Tết Tân Sửu, phường Thanh Bình. Cây ATM này phục vụ tự động, người dân có thể lấy bất kỳ lúc nào và hoàn toàn miễn phí. Với cây ATM khẩu trang miễn phí này, mỗi người dân chỉ được lấy một lần. Với 3 chiếc khẩu trang diệt khuẩn, mỗi người khi lấy khẩu trang phải đứng cách xa nhau 2 mét. Mỗi ngày, cây ATM này sẽ cung cấp tự động cho người dân từ 5.000 đến 6.000 khẩu trang diệt khuẩn miễn phí. Cây ATM khẩu trang miễn phí là một trong những giải pháp thiết thực của chính quyền và các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Dương giúp người dân tuân thủ triệt để việc đeo khẩu trang, đảm bảo an toàn phòng dịch và đáp ứng được nhu cầu mua bán dịp Tết cuối năm. Thưa quý vị và các bạn, xã Túc Đán của huyện vùng cao Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái hiện có gần 8.700 ha rừng các loại, trong đó có trên 7.200 ha rừng phòng hộ. Với diện tích rừng lớn, trữ lượng gỗ nhiều, nên những năm trước đây, Túc Đán được coi là điểm nóng về tình trạng phá rừng, vận chuyển buôn bán lâm sản trái phép. Với những nỗ lực của chính người dân, cùng chính quyền và các lực lượng chức năng, tình trạng vi phạm bảo vệ rừng đã được hạn chế tối đa. Bản Háng Tàu, xã Túc Đán có 171 hộ dân nhận giao khoán bảo vệ gần 1.300 hectare rừng các loại, trong đó có trên 1.100 hectare rừng phòng hộ. Để bảo vệ diện tích rừng được giao, người dân trong bản đã chia thành những nhóm theo khu vực dân cư sinh sống để thường xuyên duy trì công tác tuần tra, kiểm soát, nhất là những khu vực trọng điểm hay xảy ra tình trạng người dân vào rừng lấy củi, khai thác gỗ. Mỗi năm mình được nhận trên 1 triệu đồng tiền quản lý bảo vệ rừng. Để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng đã nhận với nhà nước, thì tất cả người dân trong bản đều tham gia bảo vệ. Những người cố tình chặt phá rừng, khai thác gỗ, lấn rừng, làm nương rẫy thì đều bị mọi người nhắc nhở và báo cáo với chính quyền. Bên cạnh sự chuyển biến tích cực từ phía người dân, lực lượng kiểm lâm Trạm Tấu cũng đã tăng cường công tác bám địa bàn, phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã Túc Đán, kiện toàn ban chỉ đạo bảo vệ và phòng chống cháy rừng cấp xã, thành lập các tổ đội bảo vệ rừng ở các thôn bản, tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng với từng hộ dân. Nhờ đó trong năm 2020, chỉ có duy nhất một vụ xâm lấn rừng nhưng đã được người dân kịp thời phát hiện. Đi anh chơi. Đến giờ phút này là tình trạng xâm lấn vào rừng cũng như là buôn bán lâm sản giảm mức tối đa, từ là một điểm nóng trọng điểm của huyện đến nay đã là một trong những xã là trong sạch địa bàn. Xã Túc Đán có trên 8.700 ha rừng, trong đó có trên 7.200 ha rừng phòng hộ. Từ một điểm nóng về tình trạng phá rừng, buôn bán, vận chuyển trái phép lâm sản khiến nhiều diện tích rừng tự nhiên bị tàn phá. Đến nay tình trạng phá rừng đã được chặn đứng, độ che phủ rừng đang dần tăng trở lại. Đó là nhờ các giải pháp đưa ra trong công tác quản lý, bảo vệ rừng cùng với chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng giúp cho người dân có thêm thu nhập từ rừng. Những thay đổi chuyển biến trong công tác quản lý bảo vệ rừng ở xã Túc Đán là điều đáng ghi nhận. Chuyển biến này đến từ chính người dân đã góp phần tăng độ che phủ, bảo vệ môi trường sống cũng như giữ rừng, đồng nghĩa với việc duy trì thu nhập lâu dài cho người dân. Chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.